đi du lịch châu Âu nhưng không cần phải sang tận châu Âu. Với một địa điểm du lịch cách thành phố Quy Nhơn hơn 10 km, được ví như một Paris thu nhỏ, đó chính là tiểu chủng viện Làng Song. Tiểu chủng viện Làng Song nằm ở thôn Quảng Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, được xây dựng vào khoảng giữa thế kỷ 19, là công trình kiến trúc mang vẻ đẹp cổ điển của châu Âu. Tiểu chủng viện Làng Song là một công trình tôn giáo tồn tại hàng trăm năm, được xây dựng theo lối kiến trúc Gothic, một lối kiến trúc đặc trưng của người châu Âu trong việc xây dựng nhà thờ và cung điện. Chính vì sự hài hòa về thiên nhiên và kiến trúc đã tạo nên một sự khác biệt cho nơi đây. Và mặc dù đã trải qua hàng trăm năm tồn tại, nhưng cho đến tận bây giờ, Làng Song vẫn giữ gần như là nguyên vẹn từng nét phong cách thiết kế thời xưa, và thời gian chỉ làm cho nhà thờ trở nên cổ kính và uy nghiêm hơn mà thôi. Nơi đây thực sự đã đạt đến một đỉnh cao của nghệ thuật kiến trúc, khiến cho du khách khi đến đây phải choáng ngợp. Nhà thờ Làng Song còn mang giá trị lịch sử, khi đây là nơi gắn liền với sự hình thành và phát triển chữ quốc ngữ của chúng ta hiện nay từ năm 1618 đến năm 1622 và đã từng là một trong ba cơ sở in sách quốc ngữ đầu tiên tại Việt Nam. Đến với tiểu chủng viện Làng Song với không gian xanh mát của cây cỏ cùng nét cổ kính của một công trình kiến trúc xưa cũ sẽ khiến cho du khách ngỡ mình lạc vào một nơi nào đó hàng trăm năm trước. Và đây chắc hẳn là một địa điểm không thể bỏ lỡ khi đi du lịch tại Bình Định. Hãy đến check-in và tham quan nếu có dịp đi du lịch Bình Định nhé.